Go. Xin chào các bạn, mình là Lex Bartender. Mình là Adam. Thì hôm nay mình có mặt tại chương trình nhà mạc để tiếp tục quay bài Flair Bartending của Mia Kem. Thì tiếp tục với bài 19, chúng ta sẽ đến với bài 20. Thì với bài này chúng ta sẽ tung tin ra đằng sau và chúng ta bắt ở đằng trước như này. Mình làm lại một lần nữa. Sau đó, sau khi bắt được tin này thì chúng ta tiếp tục tung ở tay, tung chai ở tay trái. Chúng ta tung lên. Bài lối liền liền mạnh nó sẽ như thế này. Mình sẽ tung này. Mình sẽ làm một lần nữa nhé. Đợi mình sẽ gặp trận này. Đó, sau đó chúng ta sẽ tung chai qua đằng sau. Các bạn có thể tập từ từ, tập chậm để có thể mình quen được cả hai tay. Thì khi mình quen được hai tay thì mình sẽ tung tất cả hai tay, tin cả bên trái hay là tin cả bên phải, nó cũng rất là dễ. Tiếp theo tay này. Cảm ơn các bạn đã xem. Tạm biệt các bạn. Xin chào mọi người, gặp lại các bạn.